chúng tôi giờ cứ nói chăn nuôi hãi, nếu mà không thận không đủ giả lãi ngân hàng đấy, thực tế nếu nhiều thành phần không đủ giả lãi ngân hàng, nói chung là quá kiệt sức, nói thật với các chú, có thế sợ luôn đấy. Nếu mà chọn lại thì tôi nghĩ là trở lại trồng lúa là yên thần nhất. Tôi nói thật, hạ cánh an toàn, vì tôi nói trồng lúa là chi phí thấp mà rủi ro thấp, đấy là cách an toàn thôi. Cứ đà này thì người nông dân là nói thật các chú chứ, vô hình dung cái người nông dân gọi là lao động cần cù mà phải lao vào cái con đường nợ lần đó, nói như thế. Nói chung cái lợn thì nói thật các chú là không thể nói là giả được, vì thực ra nói là ở trong xã thế nhiều thanh niên trẻ lập nghiệp đấy, xây dựng chuồng trại đấy, bây giờ vay ngân hàng xong đồng thời là nuôi, thế là rơi vào lợn lỗ vài trăm triệu. Thì các chú bảo nông nghiệp bây giờ lúa má vịt gà như này lấy gì ra mà giả? Không lên chuyển là vì làm sao, cái đầu ra nó bấp bênh lắm, thế mà đầu tư nhiều lắm mà rủi ro nhiều lắm. Thế ví dụ như cây lúa nhé, nếu như cây đại trà vẫn cứ được ăn, cứ đầu ra vào có là có đầu ra, nhưng mà cái này đầu vào có nhưng đầu ra bập bõm lắm. Người nông dân nói thật với các chú là như chúng tôi bây giờ là cái sức khỏe, cái tuổi tác nó không phù hợp để đi ra ngoài, ở nhà chăn con lợn đều chui vào con đường lợn lần, không thể ngóc cổ lên được. Nhưng người nông dân thì không nuôi lợn thì làm cái gì? Thế thì bây giờ các chú ở đây chỉ có mấy sào ruộng mới cả chăn nuôi lợn thôi, chứ còn ngoài ra thì còn làm cái gì nữa. Đấy, thực tế là không có cái việc gì để mà làm đối với tôi nông dân ở cái vùng sâu vùng xa như thế này. Đấy, thực tế như thế. Chứ bây giờ anh bảo nhá, một năm tôi cấy hai vụ lúa thì cứ vô tư ngủ, vô tư không có lo nghĩ gì nợ nần. Đấy, tôi nói anh vậy. Nhưng mà nếu như cả cái xóm này cấy lúa, cả cái xã này cấy lúa, tôi nói nhà nào cũng phải cả vựa lúa. Thì lúa vì tôi vay trăm triệu làm gì? Cuộc sống tôi rất là ổn định, tôi không vay ngân hàng. Chúng tôi cấy ruộng thì nói thật chứ, cơm áo gạo tiền thì cần gì mà phải vay ngân hàng làm gì? Cây lúa đâu có phần cần một cái số lượng tiền lớn đâu. Nói với các anh chứ, 20-30 triệu vào đây thì chưa làm được một cái gì. Đấy, kể cả một cái máy quạt kia nó đã là bao nhiêu tiền rồi. Hôm nay, giá lợn hơi trong nước vẫn giữ được phổ biến từ 58 đến 61.000 đồng 1 kg. Ngay lúc này, giá lợn hơi cao nhất là ở tỉnh Long An, đạt 61.000 đồng 1 kg. Và thấp nhất là ở Quảng Trị, giá lợn đạt 55.000 đồng 1 kg. Còn tại các địa phương khác phổ biến từ 58 đến 60.000 đồng 1 kg. Ai cũng biết, 3 tháng mùa hè, bao giờ cũng là thời gian tiêu thụ thịt các loại, đặc biệt là thịt lợn ít nhất trong năm. Nói một cách dễ hiểu thì mùa hè là mùa thấp điểm nhất về tiêu thụ thịt lợn tại Việt Nam. Còn nhớ vào mùa hè, tức là đầu tháng 5 năm 2017, nuôi lợn tại Việt Nam rơi vào cơn bão giá, khủng hoảng thừa thịt lợn lớn nhất trong lịch sử ngành nông nghiệp. Nguyên nhân là do thương lái Trung Quốc ngừng thu mua và trong nước giảm tiêu thụ thịt lợn do vào mùa hè nóng lực, người dân giảm tiêu thụ thịt các loại. Năm 2017, khi đó, một là cái một nhánh cái con lợn to tạ rưỡi và xuất đi Trung Quốc lúc ấy là dừng không xuất được nữa, mà nó dồn qua một lúc như thế, dẫn đến là gì, dồn qua như thế dẫn đến là gì, bội thực, dùng cái từ là bội thực, mà từ cái bội thực đó cộng với khi đó là vào hè ăn thịt ít, ăn canh chua thôi, ăn đậu phụ, ăn các cơ cấu thực phẩm khác, tạo nên một cái hội chứng này thừa áp lực rất cao. Khi mà tôi nói lại là khi cái tháng mùa hè, cái lượng tiêu dùng thịt lợn của chúng ta thấp đi, thì cái nhu cầu về tiêu dùng thịt nói chung và đặc biệt thịt lợn ấy sẽ giảm đi. Mùa hè ăn canh chua, ăn đồ mát, giảm ăn thịt lợn. Ấy thế mà năm nay, khi vào hè, bắt đầu từ đầu tháng 5, giá lợn hơi tại nước ta lại rục rịch tăng cao, sau gần 2 năm liền nằm bất động ở quanh mốc giá 50.000 đồng 1 kg. Việc giá lợn hơi tại Việt Nam bất ngờ tăng cao vào giữa mùa hè nóng nực, trong khi nhu cầu tiêu thụ thịt lợn ở mức rất thấp. Đặc biệt, giá lợn hơi tại Việt Nam tăng cao trong bối cảnh giá lợn hơi trên thế giới đang giảm sâu. Thậm chí, ngay lúc này, giá lợn hơi bên Trung Quốc, Thái Lan, Lào, Campuchia còn rẻ hơn ở nước ta. Tuy nhiên, giá lợn hơi tại Việt Nam vẫn cứ tăng lên. Đây là điều khác thường mà rất nhiều người chăn nuôi không thể lý giải nổi.
Và ở đây, nguyên nhân chính được chỉ ra là 100% do nguồn lợn nuôi trong nước đã cạn kiệt nên giá bán mới đẩy cao như vậy. Nói cho đúng, ở nguyên cái khu vực này là gần như là 95% là bỏ hết. Đấy, là nói bằng thật, là nó to như là 95% là bỏ bằng hết chứ đi. Nhưng bây giờ đấy, anh đến làng đấy làm gì có người mấy đâu. Lúc này thì hầu hết là tới 70% bỏ chuồng, chứ không phải là 30% bỏ chuồng mà 70% bỏ chuồng. Và bây giờ, câu hỏi mà tất cả mọi người chăn nuôi quan tâm là sắp tới giá lợn hơi có ổn định như hiện nay hay lại giảm xuống? Tôi nghĩ rằng là câu hỏi này đến Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp cũng không trả lời được. Câu hỏi này quá khó. Với một người nông dân bình thường thì càng không thể trả lời được. Bởi vì người ta không thể quyết định được. Mà quyết định ở đây là cái điều hành kinh tế vĩ mô của Trung ương, của các bộ ngành. Làm sao để cho nó có những chính sách nó thực tiễn và đi vào thực tế, chứ không phải những chính sách như tôi nghĩ rằng là nó chưa phù hợp. Việt Nam là một đất nước nông nghiệp, nhưng tại sao lại vẫn cho nhập tất cả các sản phẩm nông nghiệp từ chăn nuôi đến trồng trọt ồ ạt của các nước về? Tại sao ta không có những chính sách hạn chế cái việc nhập khẩu các cái hàng khác, nông sản khác? Ví dụ như Nhật Bản, nếu chúng ta mang đến 5 cân gạo thôi là người ta sẽ đã thu rồi. Mang một quả bưởi sang đấy thôi người ta cũng thu. Mà đất nước Nhật Bản thì không phải là đất nước nông nghiệp. Vậy tại sao ta không học những việc đó? Ví dụ như thế. Nhiều địa phương cho biết hiện tại giá lợn hơi tăng cao. Thế nhưng tình cảnh của người nuôi lợn hiện nay vô cùng bi đát. Tình trạng treo chuồng, bỏ trại diễn ra nhiều vô kể. Thậm chí, ở nhiều nơi, người chăn nuôi còn khuyên bảo nhau chuyển về trồng lúa, trồng rau. Nhiều hộ chăn nuôi trước kia đã chót chuyển ruộng sang làm trang trại nuôi lợn thì nay lại ao ước muốn quay về trồng lúa, làm ruộng. Họ cho rằng nuôi lợn cần vốn nhiều nhưng rủi ro quá lớn. Ai đã dính vào nuôi lợn là dính nợ 100%. Nếu mà chọn lại thì tôi nghĩ là trở lại trồng lúa là yên thần nhất. Tôi nói thật, hạ cánh an toàn. Vì tôi nói trồng lúa là chi phí thấp mà rủi ro thấp. Đấy, đấy là cách an toàn thôi. Tôi thì tôi có lời khuyên với lời người dân tất cả các nơi, coi như là không lên chuyển. Là vì làm sao? Cái đầu ra nó bấp bênh lắm. Thế mà đầu tư nhiều lắm, mà rủi ro nhiều lắm. Thế ví dụ như cây lúa nhé, nếu như cây đại trà vẫn cứ được ăn. Cứ đầu ra vào có là có đầu ra. Nhưng mà cái này đầu vào có những đầu ra bập bõm lắm. Rồi mua cái máy nhá, rồi mua cái máy bơm nhá, mua cái máy quạt nhá, rồi tiền điện hàng tháng nhá. Đã là bao nhiêu tiền? 10 triệu thì không thể nói chuyện mà chuyển đổi được một cái gì. Thế nhưng 10 triệu tôi nói làm lúa tôi cuộc sống quá ổn định. Thế mà cây lương thực còn nuôi sống người được. Thế cho nên tôi khuyên người dân là nếu như chưa chuyển đổi, không nên chuyển đổi. Là vì là cái đầu vào thì vào lớn, nhưng mà đầu ra không có, mà đầu ra rất bập bõm. Mà đầu lúa trồng vào nhá. Đầu nếu như ông cấy lúa, đầu vào cũng dễ dàng mà đầu ra cũng dễ dàng. Lúc nào cũng có, lấy giả sử là không thu nhập được thì nào là đều làm bằng hết bún bánh. Người ta có nghĩa rằng là có thực cái vực đạo mà. Chứ bây giờ anh bảo nhá, một năm tôi cấy hai vụ lúa thì cứ vô tư ngủ, vô tư không có lo nghĩ gì nợ nần. Đấy, bây giờ anh bảo là vay 200 triệu một năm nguyên tiền lãi không, nó đã là bao nhiêu. Đấy, tôi nói anh vậy. Nhưng mà nếu như cả cái xóm này cây lúa, cả cái xã này cây lúa, tôi nói là nhà nào cũng phải cả vựa lúa. Thì lúa vì tôi vay 100 triệu làm gì? Cuộc sống tôi rất là ổn định, chúng tôi không vay ngân hàng. Nếu tôi cây ruộng thì nói thật chứ cơm áo gạo tiền thì cần gì mà phải vay ngân hàng làm gì? Cây lúa đâu có phần cần một cái số lượng tiền lớn đâu. Nói với các anh chứ 20-30 triệu vào đây thì chưa làm được một cái gì. Đấy, kể cả một cái máy quạt kia nó đã là bao nhiêu tiền rồi. Thế tôi bảo là bây giờ dân mình coi là cứ thấy một người làm là cứ làm theo. Nhưng là cái người bắt buộc bên cạnh người ta không muốn làm, bắt buộc phải làm. Là vì làm sao? Để người ta để lúa không được ăn. Một bên thì lụt, một bên thì cao. Mà lời chuột bắt đầu nó cứ tập trung vào đấy, mùa khô nó rúi vào đấy. Thế là bắt đầu cấy lúa con gái là nó ra nó ăn hết. Cho nên tốt nhất là nếu như ai không chưa chuyển, không lên chuyển. Còn chúng tôi đã chót rồi. Là vì làm sao? Cần đúng như đánh bạc. Đúng như là đánh bạc ấy. Thế nên là nếu như người dân bà có ý đồ không lên chuyển. Nói đổ cho nhà nước thì không phải hẳn là như thế, chú ạ. Thế nhưng thực ra cái người dân mình thì bây giờ tôi cứ thấy anh A, anh B, anh C làm được cái gì là tôi bắt chiếc. Tôi mầy mò tôi bắt chiếc. Thế còn không biết thì lại hỏi các cái nhà chuyên gia thế này thế khác. Thế nhưng mà sau khi đấy đưa vào làm rồi thì bắt đầu cái sản phẩm là nó không tiêu thụ được. Đấy, thế thì
từ cái chỗ gọi là sản phẩm nó không tiêu thụ được mà vẫn phải đầu tư nhiều này thì tôi nghĩ người nông dân thì nó rơi vào con đường nợ lần là cái rõ ràng. Một phần là cũng là sản xuất quá nhiều, một phần thì cơ bản là cái đầu ra các chú ạ. Đấy, nó như thế, một đằng thì người chăn nuôi thì cứ thấy làm được là đua nhau làm. Nói chung nhiều thành phần, nói thật các chú chứ không thể nào gỡ lợ được đợt này. Rất nhiều người chăn nuôi khẳng định nuôi lợn tại Việt Nam hiện nay đã khác trước rất nhiều, đặc biệt là từ năm 2017. Thương lái Trung Quốc chấm dứt thu mua lợn tại Việt Nam qua tiểu ngạch, thì toàn bộ ngành chăn nuôi lợn nông hộ tại Việt Nam đã chuyển sang một giai đoạn hoàn toàn khác. Trong đó yếu tố thị trường vô cùng khó lường và rất khó đoán định. Tôi thấy rằng là chăn nuôi bây giờ nói chung và chăn nuôi những cái loại phổ biến ví dụ như lợn gà thì nói riêng ấy, thì nó quá như là một canh bạc. Người ta hôm nay có thể là nuôi một lứa lợn này có thể là ví dụ vậy là có thể lãi được 50 triệu nhưng lứa lợn sau có thể lỗ đến 100 triệu hoặc 200 triệu thì nó không khác gì một cái canh bạc đỏ đen cả. Nuôi lợn tại Việt Nam hiện nay hoàn toàn do các doanh nghiệp lớn định đoạt. Chưa bao giờ chăn nuôi tại Việt Nam lại có nhiều doanh nghiệp đổ vốn vào nuôi lợn nhiều như hiện nay. Gần như 100% doanh nghiệp sản xuất cám là đầu tư nuôi lợn. Họ phát triển chăn nuôi theo chuỗi, mà thực chất là làm tất, ăn cả. Người dân nông hộ không thể đủ sức mà cạnh tranh được. Đấy, bây giờ là thứ nhất là các ông lại phải quan tâm đến các cái doanh nghiệp lớn. Thứ nhất là về chăn nuôi quyết định thì không là lại do các cái doanh nghiệp lớn. Chăn nuôi lợn là giá cả là các ông phải thường xuyên cập nhật về cái đoạn lý thì bà con chúng tôi mới sống nổi. Chúng tôi là người dân, tôi nuôi nó nhỏ lẻ với 300, 400 con lợn thì cái trang trại của chúng tôi là bé thôi. Nhưng đối với các cái doanh nghiệp lớn ấy, thì nó chỉ cần cho ra một ngày cái là lợn xuống lên thấp lên cao cái là ra giá cả là do những cái công ty nó quyết định nữa. Cái thứ nhất nữa là cái đông lạnh nó quyết định hết, sau đến là mấy cái công ty của Việt Nam mình là chăn nuôi nhiều nhất đấy là quyết định giá cả đó. Đấy là cái giá cả đó. Trong 3 tháng tới, dự báo chắc chắn giá lợn hơi tại Việt Nam vẫn còn ghim giữ ở mức cao như hiện nay. Do nguồn cung lợn trong nước cạn kiệt, người dân không thể tái đàn kịp trong 3 tháng tới. Do đó, giá lợn sẽ vẫn giữ ở mức cao. Tuy nhiên, khối doanh nghiệp sẽ hưởng lợi là chủ yếu. Còn người chăn nuôi nhỏ lẻ không được gì cả, vì lúc này, thử hỏi có được bao nhiêu người dân nuôi được lợn to để bán.